Long Tương tướng quân Tiêu Tể, chiến công hiển hách, trường cột nước nhà, mười mấy năm trấn giữ cương vực phía Bắc, chiến đấu anh dũng, bình định trong ngoài. Nay thời loạn đã qua, thiên hạ thái bình. Đặc biệt ban hôn với thượng dương quận chúa Dương Thị. Chúc mừng, chúc mừng hữu thừa tướng Dương Tu. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ, đa tạ. Xin cứ tự nhiên. Tướng quân đến. Chúc mừng tướng quân. Chúc mừng tướng quân. Long Tương tướng quân Tiêu Tể. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Miễn lễ. Tướng quân vất vả rồi. Con gái ta đang đợi trong phòng tân hôn. Mong tướng quân dịu dàng với nó nha. Cáo từ. Phó tướng Hồ Quang Liệt, lão già Dương Tu bán con gái gấp như khỉ vậy, bán thiên địa cũng bỏ qua luôn. Nói sai rồi, đây gọi là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Tướng quân vào động phòng. Tướng quân mặc giáp vào động phòng, không cát tường. Còn gì không cắt từng nữa. Tướng quân, hai vị tỷ tỷ, hay là uống chén rượu mừng với lão hồ ta đi. Đi 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 đi. Nè 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 nè, bên này. Đây, bên này. Gửi lại. Gửi lại. Dương Quyên đâu? Ta không muốn lấy người. Dương Huyên. Dương Huyên. Bộ phim Tu La Tân Nương. Tu La nói phải lịch kiếp nếm khổ, băng qua địa ngục mới có ngày nhìn thấy ánh sáng. Độc này nếu có thể giúp cô giả chết 3 ngày, nhưng nếu không ai đến cứu, cô sẽ ăn giấc ngàn thu. Uống phải độc này, tính mạng nằm trong tay của người cô thương nhớ. Huyên Nhi, ta đến cứu muội đây. Sao muội còn chưa đi? Thượng Dương quận chúa Dương Huyên. Thuốc dược sư đưa sao lại biến thành như vậy?
Hai vị tỷ tỷ, nếu hai vị biết chuyện gì thì mau nói cho tướng quân biết đi. Nô tỳ không biết. Báo. Tướng quân, mà tướng nghe lệnh thả lỏng canh gác, quả nhiên phu nhân đã lén rời phủ, chạy đến hoàng cung. Tướng quân, chúng ta quanh năm canh giữ bên ngoài, đâu biết nước hoàng cung sâu cỡ nào chứ. Tốt nhất đừng nên dính líu. Ta tự đầu quân, tắm máu đã 10 năm, nước bẩn nước đục nào mà chưa lội qua chứ. Huống chi đó là phu nhân của ta. Phủ tướng quân có tin tức gì không? Bẩm điện hạ, không có. Tam hoàng tử tử hành. Quyên Nhi thì sao? Cũng không có. Tử hành ca ca. Quyên Nhi, ta cứ hỏi thăm tin tức của mùi hoài. Mùi sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mùi lại ăn mặc như vậy? Tử hành ca ca, thuốc của dược sư kia không đúng. Ta nhớ sau khi uống thuốc đó, cả người bỗng có sức mạnh kinh hồn, cực kỳ khát máu. Như thể chỉ có uống máu mới làm dịu lại được, giống như bị biến thành quái vật vậy đó. Quái vật? Nhưng rõ ràng mẫu phi nói mụ chỉ giả chết 3 ngày thôi mà. Ta cũng không biết nữa. Dược sư kia do quý phi nương nương giới thiệu, hay là bây giờ chúng ta tìm quý phi nương nương đi, nhanh chóng bằng cách ứng phó. Sao vậy? Không được. Trong điện của mẫu phi có vô số tai mắt. Nay mụ đã là phu nhân tướng quân, nếu bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ gặp rắc rối. Ta không phải phu nhân tướng quân. Tam thư lục lễ, khấu bái thiên địa, hôm qua không hề làm gì cả, không tính. Tử hành ca ca, ta chỉ muốn làm tân nương của một mình huynh thôi. Huynh biết mà. Huynh Nhi, nhưng hắn có thánh chỉ ban hôn, lệnh trời khó cãi, đều tại ta vô dụng, không có mẫu tộc lớn mạnh, cũng không được phụ dưỡng thương yêu, muốn cùng muội thành đôi, nhưng lại lực bất tòng tâm, quả thực thẹn với cái danh nam tử. Tử hành ca ca, đương nhiên ta không sợ, chỉ là ta không thể không để ý đến mẫu phi và nhà họ Tạ. Như vậy đi, muội cứ về phụ tướng quân trước, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp muội. Hãy tin ta. Huynh Nhi, muội làm sao vậy? Dương Huyên, sao vậy? Tân lang có đẹp không? Ngươi theo dõi ta. Quả nhiên bên ngoài đồn không sai, nhằm hiểm xảo trá, giết người như rạ, chính là Tiêu đại tướng quân ngươi. Nếu ta giết người như rạ, hôm nay muội còn sống ở đây để nói những lời ác ý với ta hay không? Ta xưa nay giống vậy, thân mang bệnh lạ, thật sự không xứng làm thê tử của Tiêu đại tướng quân. Vì thể diện của ngươi, ta khuyên ngươi mau chóng bẩm báo với lại bệ hạ, hủy bỏ hôn sự của chúng ta đi. Tâm ý của quận chúa, Tiêu mổ vô cùng cảm động, nhưng Tiêu mổ đã lấy về rồi, chỉ đành chấp nhận thôi. Cũng đúng, ngươi trăm phương ngàn kế cầu xin hôn sự, chẳng phải là gì muốn lấy nhà họ Vương ta làm chỗ dựa sao? Bây giờ Vương Huyên ta có quá quắt như thế nào, họ Tiêu ngươi cũng nhìn được. Tiêu Tể, ta coi thường ngươi. Yên nào.
Muội phải biết, người gần nhất Lăng Mạ ta đã chôn dưới hoàng thổ. Muội nhớ cho kỹ, ta trăm phương ngàn kế xin hôn sự này chính là vì muội. Cứu giới, giết người rồi. Tử Hoành ca, cứu giới, giết người rồi. Cứu giới, cứu giới, giết người rồi. Người đâu? Giết người rồi. Tử Hành ca, cứu mạng. Người đâu? Giết người rồi. Đi. Cứu mạng. Người đâu? Giết người rồi. Nương nương, cứu nô tỳ với. Mẹ của Tam hoàng tử, Tại quý phi, xảy ra chuyện gì? Quận chúa, quận chúa vừa biến thành quái vật giết người. Nô tỳ cực kỳ sợ hãi. Nương nương, cứu nô tỳ với. Người nói bậy gì vậy? Quận chúa không dám thừa nhận sao? Mặt người trắng bệch, khóe miệng dính máu. Chẳng lẽ người này không phải do người giết? Quý phi đương nương, mặt tướng đến đây tìm thầy tử. Hung thủ giết người phải là người khác. Ta vốn dĩ muốn rời đi là bị ngăn ở đây. Thời điểm này không phải trùng hợp quá sao? Bổn cung không hiểu ý của tướng quân đây. Ta chỉ biết tướng quân thân là võ tướng, lại tự tiện xông vào cung hoàng tử là đại bất kính. Mà quận chúa bị nghi ngờ giết người, không thể nhân nhượng. Giải đi. Rõ. Đừng. Xin người đừng làm tổn thương Quyên Nhi. Quyên Nhi có tội gì? Con chấp nhận gánh thay muội ấy. Điện hạ, nếu trong mắt con còn mẫu phi ta đây, thì mau tránh ra. Tránh ra. Tự tiện xông vào điện hoàng tử là ta. Tiêu tướng quân quả thực chỉ tới hoa viên tìm ta. Xin hãy thả ngài ấy đi. Quý phi nương nương, việc này chỉ liên quan đến Huyên Nhi. Xin hãy bắt giữ một mình Huyên Nhi và tra khảo là được. Đừng liên lụy Tiêu tướng quân. Được, đưa đi. Bệ hạ tạm thời tha cho Huyên Nhi vô tội. Điện hạ yên tâm được rồi. Tử Hành thay Huyên Nhi tạ ơn tướng quân. Thê tử của ta, tự nàng ấy cảm ơn ta là được, không cần người ngoài làm thay. Nếu điện hạ thật lòng quan tâm Huyên Nhi, thì chuyển lời đến quý phi nương nương. Một vừa hai phải, đừng có mà quá đáng. Tử Hành ca ca, khó khăn lắm ta mới đẩy được ngươi ra, ngươi còn quay lại làm gì? Không sợ bị chém đầu sao? Phu nhân đang nhớ tiêu mổ đấy sao? Ngươi đừng tự cho là đúng. Ta chỉ không muốn nợ ngươi mà thôi. Được, vậy từ giờ trở đi chúng ta không nợ gì nhau. Ta không có giết người. Ta sẽ chứng minh mình vô tội. Muội chứng minh thế nào đây? Muội muốn nói cho chuột cống với rắn mối trong động nghe hay sao? Ngươi im đi. Mười ngày, ta đã xin bệ hạ thời gian 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, muội phải nghe ta sắp xếp, không được làm vậy. Ngươi đừng. Ngươi thả ta xuống đi.
Mẫu phi, ta làm như vậy đều vì nhà họ Tạ và con. Con biết chứ? Quả thật do mẫu phi sắp đặt sao? Hôn sự của Tiêu Tể với nhà họ Dương là mối uy hiếp lớn đối với chúng ta. Tiêu Tể giảo hoạt, tạm thời làm rối thế cục. Con xin bệ hạ lập quân lệnh trạng, ý muốn xây chuyển thế cục. Trong lòng người này hắn làm như vậy cũng ngạo mạn quá rồi đó. Nghe lệnh. Có. Tạm thời cấm túc hoàng tử ở trong điện, không cho phép ra ngoài. Rõ. Mẫu phi, tại sao vậy? Vì có chuyện bất đắc dĩ. Đến khi con không còn do dự nữa, con sẽ trưởng thành. Nằm yên. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào để đưa ta ra ngoài? Ngươi lùi xuống đi. Dạ. Để ta tự làm. Ngươi, ngươi đừng tưởng ngươi cứu ta bổn quận chúa sẽ thuận theo ngươi. Ta chỉ muốn kiểm tra dấu vết chất độc trên người muội. Hôm nay dấu đỏ trên người muội phải nửa đêm mới mất, chậm hơn lần trước rất nhiều. Chắc hẳn chất độc đã thấm sâu vào người muội. Lúc độc phát tán, người muội có đau không? Ngoại trừ cực kỳ khát máu thì không có gì bất thường cả. Vậy bây giờ muội có thể nói cho ta sao muội lại trúng phải độc này chứ? Chẳng phải tại vì ngươi sao? Cứ muốn lấy ta. Xin bệ hạ rút lệnh ban hôn. Xin bệ hạ rút lệnh ban hôn. Xin bệ hạ rút lệnh ban hôn. Huyền Nhi không thể kháng chỉ, nhưng ta hiểu rõ lòng mình, cũng không thể phụ lời hứa với lại Tử Hành ca ca. Ta nghe nói trong thành có một loại thuốc giả chết, nếu cô uống vào rồi chết ở trước mặt Tiêu Tể, đợi khi cô được an táng, ta sẽ cứu cô ra, sau đó cho cô thành đôi với lại Tử Hành. Thế nào? Bây giờ xem ra quý phi nương nương không chỉ gạt ta, mà còn gạt cả Tử Hành ca ca nữa. Là do muội ngốc thôi. Ai cũng biết hai nhà Dương Tạ xưa nay không hợp. Muội lại vì con trai của nhà họ Tạ mạo hiểm tính mạng, còn không phải tại ngươi ép ta sao? Ta vốn định chết trong phòng tân hôn, cho ngươi xui xẻo đến chết luôn. Nhưng mà bây giờ xem ra ta có chết đi cũng chẳng có gì khác biệt. Hôm nay muội đã bị kinh sợ, ban đêm đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi việc đã có ta lo rồi. Xuân Tâm, Noãn Ngọc, hầu hạ quận chúa cho tốt. Dạ. Quận chúa. Quận chúa, nè. Quận chúa, nô tỳ vốn nghĩ quận mã rất hung dữ, nhưng hôm qua rõ ràng là một lang quân rất dịu dàng. Ban đêm đừng suy nghĩ nhiều, mọi việc
Đã có ta lo. Người trị quốc phải chọn người tài đức, bất luận môn đệ. Tử Hành cho rằng chỉ có như vậy mới tập hợp được anh tài trong thiên hạ, tạo nên thái bình tịnh thế. Nói năng bậy bạ, đặt đám hèn mọn thấp kém ngang hàng với lại thế gia quý tộc, đó là đại bất kính. Tiên sinh sai rồi, người tài không kể xuất thân, không phân cao thấp, quan đường, đứng trước di sư mà bất kính, vô lý xảo miệng. Thầy già trò cũng tiến bộ, thái phó cũng có thể mắc lỗi, học trò chỉ nghe theo lý lẽ. Tử Hành ca ca, cả đời này của ta chỉ muốn làm tân nương của huynh thôi. Nhưng hắn có thánh chỉ ban hôn, lệnh trời khó cãi, nay muội đã là phu nhân tướng quân. Đau lòng là chất độc, một trái tim tàn nát chính là kịch độc, vĩnh viễn không có thuốc giải. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Hôm nay có nhiều chuyện, ta lo chất độc trong người phu nhân lại tái phát, nên luôn túc trực ở bên ngoài. Vào hơi nhanh một chút, chứ không có ý gì khác. Ta đã nợ huynh rất nhiều món nợ máu, ta còn không biết phải làm sao để trả. Có là gì đâu chứ, giữa nam và nữ chính là muội nợ ta nợ muội. Thứ chúng ta nợ nhau càng lúc càng nhiều, đến mức không phân rõ được nữa. Tiêu Tể, phu nhân, tránh ra. Mạc tướng phụng lệnh của tướng quân ở đây bảo vệ phu nhân. Phu nhân, có điều việc sai khiến. Phu nhân, ta muốn nhập cung, tìm Tử Hành ca ca bàn bạc đối sách. Tam hoàng tử bị quý phi nương nương cấm túc ở trong cung, không biết liệu phu nhân có thể gặp được ngài ấy hay không. Ngươi có biết cản đường quận chúa thì phải bị chém đầu hay không? Cổ của lão hồ cứng, chỉ là không biết cây đao này có đủ nhanh hay không. Chi bằng phu nhân thử xem. Ngươi, nếu như phu nhân muốn bàn bạc đối sách, vậy tại sao không nghe ta thử? Ngươi
Đối sách của huynh là gì? Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được dược sư giải độc cho mùa trước. Những năm qua ta chinh chiến ở bên ngoài, địa hình trong thành ta không còn nắm rõ nữa, cho nên khi tìm kiếm e rằng sẽ hơi chậm một chút. Ta có thể giúp huynh. Tuy rằng hôm đó ta bị bịt mắt, nhưng ta vẫn lờ mờ nhớ được đường. Phu nhân đúng là người vợ hiền của ta. Ra khỏi tướng phủ, ta nghe thấy tiếng mãi nghệ, khu chiên đánh trống. Chỉ có ở chợ phía đông có tiếng mãi nghệ vào và thịnh. Sau đó hình như đã đến bờ sông, chẳng lẽ là lên thuyền. Đông đưa rồi không còn bước đi nữa. Khi ra khỏi thành, ta nghe thấy tiếng thay quân giờ ngọ. Đó có lẽ là cửa thành nam. Gió thổi xuyên qua núi hướng về bắc. Một bên là núi, một bên là ruộng. Dòng qua lưng núi có tiếng xào xạc. Có lẽ hai bên là rừng cây. Chắc là ở nơi này. Ta thật sự đánh giá thấp muội rồi. Thôn xóm ở phía này khá nhỏ, được ghi chép trên bản đồ rất đơn giản. Vậy mà muội lại hiểu rõ địa hình như vậy. Còn nữa, thân là nữ tử quý tộc, vậy mà người mãi nghệ biểu diễn giờ nào, cửa thành nam quân thay giờ nào, muội cũng biết rõ. Người nghèo có thể làm tướng quân, nữ tử quý tộc thì không được ra khỏi nhà sao? Ta và Tử Hành ca từ nhỏ đã thích đi ngao du đây đó. Lòng huynh ấy có thiên hạ, bất luận thân phận cao quý hay là người dân bình thường đều đối xử bình đẳng, tấm lòng bao la. Huynh ấy có một trái tim chân thành và bác ái. Vào trong xem sao. Ngươi đi xử lý cái đuôi ở phía sau. Ta sớm đã nghĩ đến, e rằng tên dược sư đó đã về hang ổ, sẽ không ở yên chịu chết đâu. Hoa Tu La, truyền thuyết nói rằng hoa này lấy oán làm gốc, lấy hận để dương ra, chứa kịch độc, chỉ có lòng chân thành mới giải được. Tranh trên tường đều ghi chép những truyền thuyết có liên quan đến Hoa Tu La, bộ lạc biên giới phía bắc. Quả thật có người điều chế loại hoa này, giết lấy dịch độc, dùng để tăng cường khí lực trong thời gian ngắn. Huynh biết loại độc này? Loại hoa này thích âm và hàn, độc tính chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng, càng đau lòng thì càng độc, sau cùng chiếm lấy đầu óc và trái tim. Hôm đó mùi đột nhiên phát tán ở trong cung, là vì Tử Hành làm mùi đau lòng. Nhưng hắn có thánh chỉ ban hôn, lệnh trời khó cãi. Nay mùi đã là phu nhân tướng quân. Không, ông không có. Làm sao ta có thể không biết? Trong lòng hướng đến một người là chuyện khó giải quyết nhất trên thế gian này. Nhưng mà bây giờ thứ càng không thể quên thì càng làm hại mùi. Thay vì bị mắc kẹt trong tòa thành đau thương này, chi bằng để ta bảo lão hồ ra coi thuốc ngựa, đưa mụ đến nơi trú quân ở biên giới phía bắc. Đợi ta tìm được cách giải độc rồi sẽ đi tìm mụi. Huynh có biết là so với tương lai không có tình yêu thì cái chết với ta chẳng là gì đáng sợ. Đây là cái gì vậy? Xấu xí quá đi. Đây là mùi. Nếu phu nhân đã không muốn đi, vậy thì di phu sẽ tìm cho phu nhân nhiều chuyện vui vẻ hơn. Biết được xuất xứ của loại độc này, ngược lại thấy yên tâm hơn chút.
Muội là nữ tử có lá gan to nhất mà ta từng gặp. Huynh cũng là tướng quân dướng díu nhất mà ta từng gặp. Cái đuôi ở phía sau hơi dướng díu một chút, nhưng mà gặp phải lão hồ ta thì... Tướng quân, sao sắc mặt của ngài khó coi như vậy? Giống như con tò he vậy đó. Phạt quân lương. Ta có thể nhờ cha giúp đỡ. Dù sao ông ấy cũng là phụ thân ta, chẳng lẽ khoanh tay làm ngơ? Phụ thân, các ngươi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với con gái của ta. Làm phiền phụ thân phải đến đây. Huyền Nhi hiện đang gặp nguy, xin phụ thân giúp đỡ. Giúp đỡ sao? Con thân là đích nữ, không nghĩ cách giúp gia tộc được thêm vinh quang, mà ngược lại để gia tộc vào cảnh nguy hiểm, sao con có thể nhẫn tâm vậy? Phụ thân biết rõ trong lòng con gái chỉ có Tam Điện Hạ, lại ép gả con cho Tiêu tướng quân, sao người cũng có thể nhẫn tâm? Nhớ khi phụ thân còn niên thiếu, cũng từng có người ái mộ trong lòng. Năm 20 tuổi phải liên hôn với gia tộc của mẫu thân con mới có thể đứng vững chân. Vì vinh quang của gia tộc, đành phải nhẫn tâm chặt đứt rễ tình. Huyền Nhi à, con xuất thân Dương thị thì làm gì có chân tình gì mà nói? Người thật sự nỡ làm con gái đau lòng vậy sao? Là phụ thân thì không nỡ, nhưng là Dương Tu thì ta nỡ. Có hiểu chưa? Phụ thân, ta bày mưu kế đến nay, tên Tiêu Tệ đó lại vì con mà giao ra binh quyền. Con nhất quyết khiến Dương thị phải thua sạch thì con mới chịu ngưng hay sao? Nếu con còn cứng đầu thì đừng gọi ta là phụ thân nữa. Nhà phụ đại nhân, phu nhân gả đến phụ tướng quân, lần này bị kẻ nào đó gài bẫy, bất kể phải trả giá gì, Tiêu Mỗ nhất định phải bảo vệ đến cùng. Tướng quân có thể bảo vệ nó, nhưng chưa chắc có thể thành toàn cho nó. Nếu còn chấp mê bất ngộ, liên minh giữa Dương thị và tướng quân sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó đừng trách lão phu không bảo vệ các người. Không sao cả, một mình Tiêu Mỗ bảo vệ nàng là được. Kẻ làm quan làm tướng, nếu đến thi tử của mình cũng không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ thiên hạ? Kể từ nay về sau, Dương thị ta và phủ tướng quân các người đoạn tuyệt quan hệ. Hai người các người hãy tự sinh tự diệt đi. Dương Huyên, muội là nữ nhân sống cùng Tiêu Tể đa đời này, ta không cho phép muội yếu đuối. Khiến muội chịu nhiều liên lụy, ta đến để xin lỗi. Rõ ràng là huynh dì ta mà từ bỏ binh quyền. Chỉ có mỗi binh quyền, đương nhiên Tiêu Tể ta nỡ từ bỏ chứ. Nhưng binh quyền là vốn liếng để huynh lập thân, nay huynh dễ dàng từ bỏ nó, càng không nể mặt Dương thị nửa phần. Tiêu Tể à, sau này huynh làm như thế nào để có địa vị ở trong cung? Chẳng phải trước đây muội từng nói với ta rằng ta là Tiêu đại tướng quân, nham hiểm xảo trá, giết người như rạ sao? Nơi nào móng ngựa sắt, áo giáp đen đi qua thì cỏ không mọc được. Thử hỏi ở trong thành trì này có bao nhiêu thế gia xem thường ta, lại có bao nhiêu thế gia sợ hãi ta chứ? Là huynh cố ý lan truyền lời đồn này sao? Không phải lời ác ý bao nhỏ hả? Vậy bây giờ muội vẫn nói lời ác ý với ta nữa chứ? Chỉ là ta thấy buồn. Làm người đều khổ, làm nữ tử thì càng khổ hơn. Ta chỉ muốn sống theo lòng mình một lần, lại giống như đã phạm phải chuyện tày trời,
người thân nhất cũng không thể dung thứ. Nhưng nếu như vì vậy mà từ bỏ, đến người mình yêu cũng không dám bảo vệ, vậy thì kiếp làm người này chẳng phải quá vô ích sao? Quá đáng tiếc sao? Vậy thì quá trùng hợp rồi. Dù sao Tiêu Tể ta không phải người để mặc người khác sắp đặt. Hiện giờ tướng quân đơn độc ta đây, và quận chúa chán nản mùi, đành phải nương tựa bảo vệ lẫn nhau thôi. Ta nghe nói Tiêu Tể đã bị Dương Thị dứt bỏ, hàng ngày đều trốn trong phủ tướng quân, lấy máu làm thuốc. Dương Huyên tạm thời vẫn chưa phát tác. Nếu như là thật, vậy thì kế hoạch tiêu diệt Dương Thị của ta sẽ biến thành ao tù nước động. Còn ngươi, mối thù diệt gia tộc sẽ không thể báo được đâu. Máu của chiến thần chỉ có thể làm thuyên giảm, nhưng không thể trị được tận gốc. Đừng xem thường Hoa Tu La của ta, chờ đến khi hoa nở, tâm nguyện của chúng ta đều được hoàn thành. Hắn trốn không ra ngoài, vậy chúng ta sẽ dụ hắn ra là được. Nè, Lão Hồ, ngươi còn nhớ 10 năm trước khi ta là tướng tiên phong đóng quân ở Kinh Kỳ hay không? Ở vùng ngoại thành, ta đã giúp bệ hạ diệt được lũ gian tế ở biên giới phía bắc lẻn vào kinh thành từ lâu, còn có được không ít tin tình báo. Còn nhớ năm xưa ngài nổi danh sau một trận chiến, chinh chiến nhiều năm mới có được công danh như ngày hôm nay. Tộc người đó đều là những người luyện chế thuốc. Ý ngài là tộc người năm đó còn sót lại dư nghiệt? Xem ra trong đầm nước này không chỉ có Tạ gia. Theo ta thấy, chuyện này có trách cũng chỉ có thể trách quận chúa sống chết không chịu gả cho ngài, cho nên mới bị lợi dụng. Tướng quân à, ngài nói xem nữ nhân này sao lại phiền phức vậy chứ? Đánh cũng không đánh được, chinh phục cũng không chinh phục được. Ngươi tưởng đây là chiến trường sao? Nàng ấy không phải là một tòa thành mà ta cứ giết hết những kẻ nổi loạn ở trong đó thì có thể chiếm lấy làm của mình. Vậy ngài cũng không phải là gà trống, lúc sạch máu vẫn có thể nhảy vài cái, đợi đến lúc hy sinh mạng sống vì cô ấy, ngài cũng vui lòng sao? Cam tâm tình nguyện. Lão Hồ không hiểu. Lão Hồ, những năm qua ngươi đánh trận cùng ta vất vả rồi. Thôi vậy, cái mạng này của Lão Hồ là do tướng quân cho. Dù cho tướng quân mất đi binh quyền, Lão Hồ sẽ làm gia đình lính phủ của tướng quân, đấu nhau với địch cũng được, đeo đuổi nữ nhân cũng vậy. Lão Hồ ta thí mạng theo hầu. Sắp rồi, sắp được sáng tỏ rồi. Thú vui này của tướng quân là sao đây? Đã là lúc nào rồi mà một mực ép quận chúa xuống bếp chứ? Quận chúa là cành vàng lá ngọc, đã bao giờ làm những chuyện này đâu. Chuyện này đó, chỉ cần là bận rộn thì sẽ không giống như các ngươi suy nghĩ lung tung, động lòng nhói đâu. Chúc mừng phu nhân giành chiến thắng trở về sau trận chiến nhà bếp.
Ăn đi, không được để thừa một chút gì đó. Huynh đường đường là Long Tương tướng quân, trên chiến trường không hề bị thương tích, nhưng lại mất máu quá nhiều khi ở nhà, là lỗi của ta, làm hại huynh rồi. May mắn có phu nhân đích thân nấu đồ bổ cho ta, dù ta có mất thêm máu nữa, di phu vẫn bằng lòng. Tướng quân à, ta biết là đều là vì ta không chịu đi với huynh nên mới hại huynh mất máu. Nhưng mà hiện tại ta và huynh hợp tác, một là giải độc, hai là đoạt lại binh quyền cho huynh. Để làm xong hai việc này, xin tướng quân đừng níu kéo ta nữa, mà hãy trả lại tự do cho ta. Ta sẽ kính phục tướng quân tự tận đáy lòng. Tiêu Tể ta chưa từng vọng tưởng về tương lai, chỉ nhìn người ở hiện tại, việc ở hiện tại. Muội hà tất phải vội vã như vậy? Thời gian đã không còn nhiều nữa. Mẫu phi, mẫu phi, người sao vậy? Con trai, con hãy giúp ta, cũng là giúp cho bản thân con. Giờ con hãy tới phủ tướng quân, nói với Dương Huyên và Tiêu Tể tung tích dược sư, có được hay không? Không được đâu, mẫu phi à. Người đã lợi dụng niềm tin của Huyên Nhi một lần rồi, không thể lại đưa muội ấy vào cảnh nguy hiểm. Con trai, con trai à, mẫu phi, người mau đứng lên đi. Con trai, con không giúp mẫu phi, ta sẽ thu trắng tất cả, không thể quay lại được. Con nghĩ rằng Tiêu Tể sẽ bỏ qua cho nhà họ Tạ chúng ta hay sao? Trong bức tường cao này, con có thể xấu xa, nhưng không được yếu đuối. Con mà yếu đuối thì không xứng được sống, cũng không xứng được yêu. Tiêu Tể nắm binh quyền trong tay, đoạt mất tình yêu của con, sự đau xót của kẻ yếu. Nếu như con còn không hiểu, sẽ mãi mãi không bao giờ có được Dương Huyên, đừng nói gì tới chuyện đứng đầu thiên hạ. Nhưng mà mẫu phi, Huyên Nhi phải làm sao? Sau khi thành công, ta đảm bảo sẽ cứu cô ta. Hơn nữa còn giao ra thuốc giải.
Tu La. Kiếp sau còn lưu luyến. Tướng quân, Tam hoàng tử tới. Tử Hành ca, Huyên Nhi. Sợ thì đừng có tới. Huyên Nhi, muội đừng hiểu lầm. Ta không ý đó đâu. Tử Hành ca ca, huynh có tin tức gì sao? Trên địa đồ mà mẫu phi cất giấu, ta phát hiện ra sân cốc nơi dược sư đang ở. Giờ chúng ta mau đi tìm thuốc giải thôi. Điện hạ lén ra ngoài có đúng không? Phải. Thời gian gấp lắm. Mẫu phi có thể phát hiện ra. Ta không ở trong cung bất cứ lúc nào. Vì giải độc cho Huyên Nhi, Tiêu tướng quân cũng không muốn lỡ thời gian đúng không? Ta muốn đi. Vậy thì đi thôi. Nếu muội đã biết trước rằng người muội yêu sẽ phản bội mình, muội còn dám tới không? Ta sẽ không hối hận vì từng yêu thật lòng. Cho dù người ta yêu có phản bội, thì ta cũng chưa từng phản bội lòng mình. Như vậy là đủ rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Thuốc giải. Dương Huyên, nguy hiểm. Quý phi nương nương, rốt cuộc ngươi vẫn tin tưởng Tử Hoành? Phải. Bởi vì ta tin huynh ấy. Không giống như người, đến lòng tốt của đứa con mình sinh ra cũng lợi dụng. Quý phi nương nương, người từng là người phụ nữ chân thật và lương thiện nhất kinh thành, người quên rồi hay sao? Ta không quên. Trước đây ta cũng giống như ngươi, vì người mình yêu thương mà không màng tất cả. Là người nhà họ Dương các ngươi tranh quyền đoạt lợi, là người nhà họ Dương các ngươi khiến ta phải đoạn tình tuyệt nghĩa, không thể quay đầu. Bắt lấy Tiêu Tể. Chuyện này vì ta mà nên, không liên quan đến Tiêu Tể. Điện hạ,
Ta tin Điện Hạ vẫn không nỡ với lại Huyên Nhi. Nếu Điện Hạ đã có cách dụ ta tới đây, vậy thì chắc chắn có cách cứu muội ấy, đúng không? Vậy thì hãy cứu muội ấy đi, đừng phụ tấm lòng của Huyên Nhi. Tiêu tướng quân, đi đi. Đi qua sân cốc sẽ có một đầm nước, thuốc giải nằm ở bên đầm nước đó. Ngươi thật sự muốn giết ta, nên xuất hiện đi chứ. Tướng quân rất tin tưởng. Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân. Đáng tiếc, nhưng ta vẫn chưa chết, thắng bại vẫn chưa rõ. Ngươi cho rằng vẫn còn cơ hội xoay chuyển sao? Ngươi đã giết toàn bộ già trẻ ở trong tộc của ta. Ta đã sống lây lất 10 năm trời. Trong 10 năm đó, ngày nào ta cũng luôn tìm kiếm cơ hội để báo thù nhà ngươi. Ta dùng máu của người trong tộc và thi cốt của họ nuôi dưỡng ra loại Hoa Tu La độc hơn bình thường, chính là để khiến ngươi mất đi người mình yêu mãi mãi, đồng thời nếm trải cảm giác rơi vào địa ngục. Tất cả những điều này đều là tội nghiệp do ngươi gây nên. Hôm nay ngươi nên trả giá rồi. Tướng quân, không sao chứ? Ta không sao. Dương Tu, không phải là ngươi đã bỏ rơi phủ tướng quân rồi sao? Để nương nương phải thất vọng rồi. Liên minh giữa ta và tướng quân chưa từng thay đổi. Nếu như không diễn một vở kịch, sao nương nương có thể yên tâm tính kế với phủ tướng quân, đồng thời buông bỏ sự phòng bị với nhà họ Dương cho được? Nhưng Tiêu Tể không nghe theo khống chế, giờ đã là quân cờ vô dụng rồi. Ý nương nương là chuyện Tiêu Tể một lòng bảo vệ cho Huyên Nhi sao? Đây vốn là chuyện mà người làm phu nhân như tướng quân đây nên làm. Trước khi là tộc trưởng nhà Hội Dương, ta còn là phụ thân của Huyên Nhi. Sao ta có thể để Huyên Nhi chịu tổn thương như vậy thêm được chứ? Không cần phí sức nữa, trước giờ sau sân cốc này đều đã bị ta bao vây rồi. Tiêu Tể ơi là Tiêu Tể, ngươi tự cho mình thông minh, tính toán không sơ hở, nhưng mà ngươi vạn lần không nên để cho một nam nhân khác đưa nữ nhân của mình đi mất chứ. Huyên Nhi, Tử Hành ca ca, đây là đâu vậy? Huyên Nhi, chúng ta được an toàn rồi, chúng ta chạy thoát rồi. Nè, quỳ định đi đâu?
Tử Hành ca ca, Tiêu Tể vẫn còn bị dây ở đó, chúng ta phải đi cứu Huynh ấy. Nguyên Nhi, dù ít thôi, khi muội tới được đó thì Tiêu Tể đã chết lâu rồi. Tức là Huynh đã sớm biết mưu kế của Quý Phi nương nương. Huynh cố ý để Tiêu Tể vào chỗ chết. Hắn dựa vào binh quyền đoạt mất tình yêu của ta, đó chính là tội lớn nhất của hắn. Ta cũng là một hoàng tử, cũng có hoài bão của riêng mình. Mẫu Phi nói một câu rất đúng, Tiêu Tể còn sống thì sẽ không bỏ qua cho Mẫu Phi và nhà họ Tạ. Một hoàng tử mất đi sự bảo vệ của mẫu tộc, không được phụ hoàng yêu thương, sẽ chẳng có tương lai gì hết. Tử Hành ca ca, trước kia Huynh đâu phải như vậy đâu. Huynh Nhi, ngày đó ở trong cung, nếu không phải muội cứ cố ra mặt vì Tiêu Tể, có lẽ Mẫu Phi đã trị tội hắn rồi. Ta phải cầu xin Mẫu Phi rất lâu mới có thể đổi được cơ hội cứu muội. Muội muốn quay lại vì một kẻ nghèo hèn thật sao? Kẻ nghèo hèn, ta từ nhỏ đã tôn kính Huynh là người lương thiện, nhận thức cũng hơn hẳn người thường. Giờ đây Huynh lại muốn niềm vui của hai ta được xây dựng nên sự sống chết của người khác sao? Huy Nhi, ta đã lấy được thuốc giải rồi, chúng ta quay về thôi. Quay về thôi. Tam Điện Hạ cái gì cũng muốn, vừa muốn giết người lại vừa muốn đi lấy thuốc giải cho nữ nhân của người. Ta cũng đã hạ độc Tu La lên người của hắn rồi, chỉ có một lọ thuốc giải, ngươi cảm thấy ai sẽ thoát đi? Ta bị làm sao thế này? Là độc Tu La, ta không thể chết. Tử Hành ca ca, Huynh Nhi, ta không thể chết được. Ta còn có lý tưởng, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, ta không thể chết được. Tử Hành ca ca, vốn dĩ ta định đưa thuốc giả cho Huynh mà. Huynh Nhi, Mẫu Phi chưa từng dạy ta cách nào vẹn toàn đôi bên, ta không thể đưa một con quái vật về nhà được. Huyền Nhi, muội hãy quên ta đi. Ngươi, Lão Hồ, chỗ này giao cho ngươi. Dạ, tướng quân. Ngươi hận hắn lắm đúng không? Tử Hành ca ca, cả đời này của ta chỉ muốn làm tân nương của Huynh thôi. Huyền Nhi, ta không thể đưa một con quái vật về được. Muội hãy quên ta đi. Vậy là đúng rồi đó, ngươi hận hắn vì đã tuyệt tình đến vậy. Ngươi hận hắn vì đã phản bội lời thề. Ngươi phải giấu đi tình yêu ở trong tim mình, cầm lấy thanh kiếm trong tay, đốt lên ngọn lửa phục thù trong lòng, đem oán hận ghim sâu vào trong tâm can. Dương Huyên, à,
hoa nở rồi. Đẹp lắm đúng không? Rốt cuộc ngươi đã làm gì mùi ấy? Ta đã đem cô ta dâng cho Hoa Tu La. Dương Huyên, tân nương của ngươi đã biến thành Tu La rồi. Trong tim cô ta chỉ có thù hận, không có tình yêu. Cô ta sẽ nhanh chóng trở thành một chiến sĩ tàn sát khắp nơi. Còn ngươi, chiến thần Tiêu Tể, gia viên mà ngươi bảo vệ sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta. Ngươi không có cách nào ngăn cô ta được đâu. Đại tướng quân Tiêu Tể, chiến thần. Mối thù gia tộc có thể báo. Tướng quân, đừng làm phu nhân bị thương. Đổi đâu? Thuốc giải? Không có thuốc giải đâu. Chém Tu La cắt đứt tình duyên, dùng mạng đổi lấy mạng. Cuối cùng ta cũng có thể đoàn tụ với người nhà rồi. Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Nói mau, nhất định vẫn còn cách mà. Không có thuốc giải, chém Tu La cắt đứt tình duyên, dùng mạng đổi lấy mạng. Dương Huyên, Lão Hồ, đưa binh lính ra ngoài canh giữ sơn động. Nếu một nén hương nữa ta và phu nhân không ra ngoài, vậy thì đốt núi. Tướng quân, lệnh quân như núi. Đi mau. Dạ, rút đi. Dương Huyên, là ta đây. Tướng quân trăm trận trở về. Chẳng phụng sự quân dương. Tướng quân xuống núi địa ngục, khai chiến nơi hoàng tuyền, chém Tu La,
hồn bay xa ngàn dặm. Sống chết cùng thê tử. Cược dẫu chẳng đường về, dùng mạng để đổi lấy. Kiếp sau có thể ở bên thê tử. Chặt đứt Tu La, muội là nữ nhân sống cùng Tiêu Tể ta đời này. Ta không cho phép muội yếu đuối. Tiêu Tể, Tiêu Tể, Tiêu Tể, sao Tây Huynh lại lạnh như vậy? Ta chẳng qua chỉ là quân cờ để Huynh và phụ thân liên minh mà thôi. Tại sao Huynh lại tốt với ta như vậy? Muội có còn nhớ một nô bộc nhỏ tuổi mà muội đã cứu 15 năm trước không? Tiêu Tể, Phong Quang Tể Nguyệt, ngươi có cái tên rất hay. Tuy sức thân nghèo khổ nhưng có một thân khỏe mạnh, thay vì cúi đầu cam chịu làm trâu làm ngựa, chi bằng theo nghiệp của nhà binh, đánh cược một phen, tự mình làm chủ vận mệnh, đừng tiếp tục làm nô lệ nữa. Là huynh sao? Tiêu Tể, mười năm chinh chiến, đất nước đã thái bình. Lần này ta chỉ vì mình muội. Tiêu Tể, Tiêu Tể à, Tiêu Tể, Tiêu Tể. Thượng Dương quận chúa dân tấu xin bệ hạ theo quân binh tới biên giới phía bắc nơi Tiêu Tể đóng quân, không bao giờ trở lại. Trước khi đi, con nhắn lại với lại điện hạ một câu. Tử Hành ca ca,
so với một tương lai không có tình yêu, thì cái chết với ta chẳng có gì đáng sợ. Tiêu Tệ, ta đã hiểu rồi. Tu La vì yêu mà mất đi phương hướng, lịch kiếp nếm trải đau khổ, cũng là vì tình yêu mà quay về đường ngay lối thiện. Tình yêu là độc, cũng là thuốc giả. Huynh chính là thuốc giả của ta. Lần này ta sẽ không quên huynh nữa đâu. Sure.